thích thật, thích thật. Anh cứu xanh ơi, cậu bé vừa được mẹ tặng quà đấy. Quà à? Đâu 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 đâu, anh chưa nhìn thấy quà đâu. Quà đâu? Con đang chơi đấy à? Vâng ạ, mẹ vừa đi đâu thế ạ? À, mẹ vừa ra ngoài một lát và có quà cho con đây này. Ô, thích quá. Quà đâu đâu mẹ ơi, mẹ cho con xem nhé. Nào, con nhắm mắt lại nào. Rồi, con mở mắt ra được rồi. Ôi bạn mèo, đáng yêu quá. Con gọi bạn ấy là Ú mẹ. Ú có hiền không mẹ? Ú thích gì à? Em Ú thích được con vuốt ve như thế này này. Con có thể vuốt ve nhẹ nhàng, cả cằm, cả tai nữa. Mẹ này, Ú nằm yên này. Đúng rồi, khi nào em Ú đang chơi mà chạy lại, ngửi hoặc chạm vào mũi hoặc vào tay con thì có nghĩa là lúc ấy em ý muốn được con vuốt ve đấy. Con có thích em Ú không? Con rất thích ạ, con cảm ơn mẹ. Ơ, Ú ơi, em đi đâu thế? Ơ, con đừng làm thế. Mẹ ơi, em Ú cào con. Đưa mẹ xem nào. À, không sao con ạ, em Ú chưa cào con đâu. Con không muốn chơi với em Ú nữa đâu. Em Ú không yêu con. Ơ, à, cậu bé đang lo sợ rồi anh Kiều Xanh ơi. À, màu tím xuất hiện rồi này. Mỗi khi mà màu tím này xuất hiện là cậu bé đang rất lo sợ đấy. Cực kỳ lo sợ. Lo sợ cũng đúng thôi. Bởi vì vừa rồi á, cậu bé lúc mà suýt nữa thì bị bạn mèo Ú cào ấy, anh cũng lo ơi là lo. Nhưng đó là do cậu bé nắm vào đuôi của bạn mèo Ú đó anh ạ. Nắm vào đuôi đi, có làm sao đâu nhở. Giống như mỗi khi có ai kéo tay của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ rất tức giận. Kéo tay á? Vâng. Thế là thế nào nhở? Kéo tay cứ là như này hả? Kéo tay. Anh chả thấy có gì là tức giận cả. Đây này. Thế để em thử kéo tay anh Kiều Xanh xem nhá. Em kéo tay anh ấy hả? Anh có đồng ý không? Cũng được. Em kéo đi. Em cứ kéo đi. Nhưng là anh cho phép em đấy nhá. Em không cố ý làm đau anh đâu. Ừ, được. Em kéo tay anh đây. Này, đau thế. Anh Cừu Xanh tức giận à? Là anh cho phép em mà. Ừ, nhưng mà đau như thế thì tất nhiên là phải tức rồi. Cũng giống như khi cậu bé nắm vào đuôi bạn mèo Ú, bạn mèo Ú cũng sẽ rất tức giận nên mới định cào cậu bé đây anh ạ. Đau quá. Em xin lỗi anh Kiều Xanh. Thế tức là cậu bé vì nắm vào đuôi bạn mèo Ú cho nên là bạn mèo Ú tức giận và định cào đúng không? Thế nên cậu bé mới sợ đây anh ạ. Mà lúc nãy nếu anh mà là bạn mèo Ú khéo anh cũng cào em đấy. Đau chết đi được. Nhưng mà anh Kiều Xanh làm gì có móng như bạn mèo Ú đâu. Là do cậu bé nắm đuôi nên bạn mèo Ú mới tức giận. Chứ thực ra bạn mèo Ú cũng hiền lành lắm anh ạ. Thế thì bây giờ phải làm thế nào để cho cậu bé không lo sợ nữa nhở? Làm sao? Thế nào nhở? Lúc đầu cậu bé đang rất thích thú khi có bạn mèo Ú, bây giờ lại nói không muốn chơi nữa. Thế à? Thế bây giờ anh em mình phải làm gì? Làm gì nhỉ? À, anh Kiều Xanh. Anh quên mất là anh em mình có chiếc hộp thần kỳ à? Đúng rồi, xem là hộp thần kỳ có gì để có thể giúp cho cậu bé và bạn mèo Ú lại tiếp tục chơi với nhau không nhá? Vâng ạ, anh em mình đi xem thôi. À, có gì nào? Đây rồi. Đây rồi. Một quả bóng tròn à? Vâng, quả bóng này sẽ giúp cho cậu bé và bạn mèo Ú thân thiết lại với nhau đây anh Kiều Xanh ạ. Quả bóng này là thứ mà bạn mèo Ú rất là thích chơi đây mà. Con nhìn này, em mèo Ú chưa cào con đâu. Nhưng nếu lần sau con lại nắm đuôi em ý thì em ý sẽ cào con thật đấy. Thế con không được nắm đuôi em Ú à? Đúng rồi con, em ấy cũng có suy nghĩ và sở thích như chúng ta ấy. Nếu chúng ta không thích làm gì thì em ấy cũng không thích bị làm như thế đâu. Ví dụ như kéo đuôi này, kéo chân này. Con không thích bị kéo chân đâu mẹ. Hôm trước Vi cứ nắm chân con kéo đi, con rất tức giận.
Đúng rồi, nếu chúng ta không làm như thế thì em ú sẽ rất hiền và không tức giận đâu. Nhưng em ú đang ghét con là sao ấy, em ý có lại gần con đâu. À, mẹ có thứ này nhá, sẽ giúp con làm lành với em ú đấy. Một quả bóng hả mẹ? Đúng rồi, một quả bóng con ạ. Con có thể chơi cùng em mèo ú đấy, nhưng nhớ là đừng tranh giành nhá. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Ú ơi, anh xin lỗi nha. Cậu bé của chúng ta đã vui rồi. Thế là cậu bé và bạn mèo đã hòa thuận trở lại với nhau rồi đấy. Em thấy bạn mèo cũng rất yêu quý và thích chơi với cậu bé. Chỉ là lúc đầu cậu bé và bạn mèo chưa hiểu nhau thôi anh ạ. Ừ, mà các bạn nhỏ phải nhớ nhá, nếu như mà bọn mình muốn chơi với các bạn mèo ấy thì chỉ cần nhớ một vài điều nho nhỏ sau đây thì sẽ không làm bạn mèo giận đâu. Điều đây. Gì thế ạ? Bây giờ em làm bạn mèo đi, em làm bạn mèo đi. Em làm bạn mèo à? Được rồi ạ. Đây, nếu như mà chơi với các bạn mèo nhá, bọn mình có thể xoa đầu này, nhẹ nhàng, hoặc là có thể vỗ về này, nhưng mà đừng nắm chân này, hay là nắm đuôi là cũng không được này. Các bạn mèo sẽ rất tức giận và sẽ cao chúng ta đấy. Còn những lúc mà các bạn mèo ăn nữa thì chúng ta hãy để cho các bạn mèo ăn ngon nhá, đừng trêu các bạn mèo. Ngoài việc cho bạn mèo chơi bóng này, bọn mình có thể cho bạn mèo chơi cuộn len này, cuộn giấy này, cuộn giấy nữa, đúng rồi đấy. Rất là đơn giản đúng không nào? Chỉ cần chúng ta nhớ là sở thích này, tính cách này, và chúng ta sẽ không làm cho nhau giận đúng không nào? Em cũng rất yêu quý và thích chơi với các bạn mèo. Em còn thích vẽ các bạn mèo nữa. À, anh Kiều Xanh ơi. À, đây là bức vẽ lúc nãy của em đúng không? Anh thấy em vẽ bạn mèo này có đẹp không? Rất là dễ thương. Còn đây là bức tranh anh vẽ rất nhiều những chú rồng nhé, đang bay lượn đấy. Thôi được, em Kiều Hồng sẽ là người được giải vẽ đẹp nhất. Yeah! Anh Kiều Xanh sẽ là người vẽ nhanh nhất đúng không nào? Yeah! Vậy là cả hai anh em mình đều là người thắng cuộc anh Kiều Xanh nhở? Chúng ta sẽ nhắc nhở cậu bé thêm một lần nữa nha. Vâng ạ. Cậu bé ơi, hãy luôn yêu quý bạn mèo nha.